Ấy à, hôm nay đeo kính cơ anh. Tự dưng ấy, ôi giời. Sợ nhìn thấy đeo kính. Ê, sửa tửa. À, xin phép anh em nha, thực ra nói là cái cây này nó nhỏ. À, ừ đấy. Nó nhỏ, không à. Kéo nó bé. À, bây thằng... giờ mình làm sao là... Xe chỉ luồn kim. Đúng rồi, xe chỉ luồn kim vậy đúng không ạ? Đúng rồi, đúng, xe chỉ luồn kim đúng không ạ? Cái cây này cây gì mà lá nhỏ thế anh? Linh Sam á? Linh Sam 86. À, Linh Sam 86. À, thế là Linh Sam lại nhiều loại nhỉ? Linh Sam 86, rồi Linh Sam hạt gạo, rồi là có loại bây giờ còn lại Sam siêu hoa, rồi là đúng không anh? Dạ, tuyệt vời. Đây. Nhưng mà anh em chủ yếu là anh ngắm cây thôi, chứ không ngắm gì cái kính của ông đâu. Ông dọa đâu. Dạ. Đấy, nó là cây này rất là đẹp. Đây quý vị. Cây này cây Linh Sam. Linh Sam 86 nhá. Dòng này là cái dòng phải nói là rất là nhiều hoa quý vị ạ. Đây. Đấy, một cây Linh Sam sáng thác đổ, đúng thác đổ luôn. Đúng thác đổ trên luôn. Một cái trên cục đá. Vâng, trên núi khối. Ừ, đây gọi núi. Trên núi đá. Núi đá đổ xuống. Đúng rồi. Quá chuẩn bài luôn. Đây có. Cô thì này đây câu là, thôi. Vâng, đây là họa đấy. Đây là lão vọng à. Lão vọng. Là đúng rồi, lão vọng đấy. 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 Lá hồi ngày xưa các cụ mưa gió phải che lưng che lắng cho mưa đấy. Nhưng mà ông nghĩ câu kiểu này thì câu chết... thì ít, nhưng nhìn cây thì nhiều không? Thấy nó đẹp không? Chết đói. Thấy nó đẹp không? Ừ. Thấy đẹp cây nhả đây không? Ừ. Đấy. Quá tuyệt vời, một tác phẩm tiểu cảnh Linh Sam 86. Cũng chả hiểu làm sao mà gọi là Linh Sam 86, nhưng mà thấy anh em ở trong ấy kiểu chia ra và chia ra từng vùng gọi là Linh Sam 86. Đấy anh em nhìn tổng thể cái cây. Vâng. Nhìn tổng thể cái cây Linh Sam rất là đẹp. Phải, nhưng mà cái khay này mỏng thế nhỉ? À, khay này là khay gốm, khay gốm. À. Cái gốm này của nó là chuyên làm nghệ thuật. Nghe cho tí nước này liệu sống được không? Úi giời, tất cả do người hết. À, do người hết à. Còn nếu như anh em mà ở đây nó có cái nhu cầu ví để mình làm một cái nước ấy, thì nó cũng là cái mỏng manh, thanh thoát để chơi, phong thủy. À. Còn nếu anh em mà cứ như này xong anh em cho đất đây, không à. Giải rêu à, giải rêu thành nền, thì mình tưới thì nó xuống đây thì nó hút lên thôi. Nhưng mà theo em thì nhìn đất giải đất xong rồi đắp rêu nhìn đẹp hơn. Đắp rêu. À. Nhìn dưới nó xanh. Nhưng mà khi đã đắp rêu giải đất thì không có ông lại được. À ừ đúng rồi. Đấy. Tại vì lúc ấy bị san lấp mặt bằng. À đấy, đúng rồi. Giải kiểu là, san lấp mặt bằng. Kiểu là mấy bố ấy mấy bố lấp hết mấy cái chỗ gọi là kiếm cơm của mình. Rồi. Kiểu nhà nước thu hồi hết. Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Chuẩn luôn. Tác phẩm Linh Sam. Đấy, ghép với cả cái đây là đá này là đá thấm thủy nhá quý không, vị nhá. Không phải đá thấm thủy đâu. Không phải đá thấm thủy không. À đá gì đấy anh? Gọi là đá tự nhiên. À đá tự nhiên à. Dùng đá tự nhiên. Nhìn nó à đá trắng. Đá trắng tự nhiên. Nhìn nó giống anh tưởng là đá thấm thủy. À. Đá trắng. Quá tuyệt vời. Đấy. Anh em mà có thích thì cứ Zalo cho riêng cho anh Huynh đây. Đấy, anh Huynh nhiều cây lắm. Quá nhiều cây luôn. Quá nhiều tác phẩm đẹp, mỗi ngày một gọi là mỗi ngày một ý tưởng. Đấy. Chuẩn đấy, nói mỗi ngày một ý tưởng nhưng đấy. Mà làm được ra không mới được cơ bản. Đấy. Ý tưởng trong đầu thôi. Chứ còn ngày nào cũng làm một tác phẩm thì mệt lắm. Đúng rồi. Cho nên ý tưởng nhưng phải chắt lọc. À. Đấy, nói thiệt á, ý tưởng nhưng phải biết chắt lọc. Cho nên là anh ấy không có thời gian để làm thôi, chứ còn đâu thì quá nhiều những công trình. Thật sự luôn, công trình gọi là công trình ở đây là công trình bằng tư duy sáng tạo nhiều lắm. Vấn đề là bỏ thời gian và công sức ra để làm. Quá cứ nghĩ là bỏ một ngày một mỗi ngày một ý tưởng, nhưng để làm được cái ý tưởng đấy mất cả tuần trời rồi. Nó lâu đấy. Vâng. Có cây phải hàng tháng trời nhưng mà có phải, cái này không phải làm một lúc được. Vâng. Ý để cái cây này chỉ ghép trên cái núi này, cục đá này gọi cục đá đấy gọi là làm thành cái núi đi. Vâng. Nó ít nhất phải 7-8 tháng này. À, 7-8 tháng. Vâng ạ. À, tức là để nó thuần với cả cái đá này. Đúng rồi. À, nó sống và nó ngon lành. Để sống mà người ta chỉ việc chơi thôi thì vâng. Nó cũng phải hàng năm. À đấy. Thế thì
đâu đấy. Còn nhiều người ta hỏi đợt trước đây, đây mới vào anh em hỏi bảo không, cái này chưa bán ở đâu, bởi vì là mới vào chưa giao lưu được. Tôi không phải là tôi làm tôi lấy tiền đâu, mà tôi làm tôi đến nhiều khi lại yêu nghệ thuật lấy về nó chết xong quay ra quay ra phí đi chứ quay. Người ta bỏ đồng tiền ra người ta đâu phải mà mình sống phải có tâm, thành ra nó chết thì quay ra xong lại vừa bị chửi vừa hỏng cây của ông ấy chứ, đúng không? Đấy, tiếp cái gì đâu, thế mình cứ làm an toàn đã. Vâng, rồi đấy, một tác phẩm Linh Sam ghép đá rất là đẹp, quá đẹp. Ừ, tuyệt vời, cảm ơn anh Huynh để em chụp cô ảnh nè. Rồi, ok anh. Vâng, đây, cây tiếp theo gửi tới cho quý vị và các bạn. Đây là một tác phẩm gọi là sơn liễu. Cây cây như thế này thì nó gọi là dáng gì hả bác Huynh? Tôi cứ đặt xong thì không phải, nó là ba. À, ba hả? Ba, một, hai, ba rồi. À, gọi là dáng siêu, à, dáng siêu, siêu, siêu. Một cây sơn liễu dáng siêu đi. Dáng siêu, dáng vẹo. Siêu, siêu, vừa siêu vừa bay. Đó. Chuẩn, chuẩn. Bé tẹo. Bé tí, đúng thật. Một tay bê. Bác Huynh này là gọi là đúng là Huynh chụp ảnh chuẩn bài. Nổi tiếng từ ngày xưa quý vị ạ. Vùng Văn Giang, Văn Lâm, Hưng Yên đây thì nhắc đến Huynh tiểu cảnh trong giới làng cây ai cũng biết. Năm nay bác ấy thật ra là rất là trẻ, có thể lấy hai vợ nữa đấy, nhưng mà nhưng mà anh em ai cũng nghĩ là tầm 70. Tôi nói nhá, nếu như pháp luật cho phép à, thì cũng đàn ông mà ra ngoài không ra ngoài mà để phụ nữ người ta thiếu thốn mà rơi nước mắt là mình đàn ông phải chịu trách nhiệm, là có tội, có tội đấy, đúng không? Không vừa đâu, là có tội, thế nên đấy, có lỗi bản thân đấy. Đấy, Việt Nam là không cho phép, không cho phép đấy. Đấy, hôm rồi tôi xem ở trên mạng này, trên kia một ông vua một cái bộ tộc dân tộc nhỏ thôi ở đất nước khác đó, mà đời bố ông ấy là 40 vợ 80 đứa con, mà con trai năm nay là 52 vợ mà ông mất rồi. Nhưng mà con trai năm nay 52 vợ mà cũng 40 vợ, hơn 80 đứa con, đang bảo muốn lấy vợ nữa. Thế thì chịu ông ấy. Đây, quý vị và các bạn ngắm kỹ cái tác phẩm sơn liễu đẹp quá. Chậu này là chậu chậu Trung Quốc chứ không phải chậu tàu đâu. À, chậu Trung Quốc à? Đây là Trung Quốc. Chậu Trung Quốc. Trung Quốc không phải chậu tàu, bác ấy nhanh mồm nhanh miệng thế chưa nói đã. Tuyệt vời đó. Đúng là nghệ thuật. Bé là đẹp. Bé nhưng mà có võ. Đúng rồi. Bé cái ré nó to. Cây này rất đẹp. Vâng. Rất đẹp. Cứ ruột dịp nào bé. Cái này chơi. Đây nó cứ như này trong mình bấm đi, bấm đi thì nó rụt gì luôn. Đừng để nó vươn. Vươn không đẹp. Cây này nè, mua không phải như này đâu. À, thì nó loằng ngoà loằng ngoằng này đâu. Nó loằng ngoà loằng ngoằng đến là... đây giờ về nhà này nếu mà tính tới giờ cho lên mạng cây này đầu tiên. Anh nhận được cảm là tôi cây đẹp ấy, cây hoàn thiện ấy, thì tôi mới giới thiệu được. Giới thiệu để anh em biết là cây nó hoàn thiện, cây đẹp như thế nào gọi đẹp, thì thực ra nó còn cái nguệch ngoạc mà chưa xong nơi tay cảnh người nọ kia thì cũng chán. Thế thôi tôi đợi thời gian hơn 3 năm rồi đó. Hơn 3 năm được rồi. Mua về đây giờ mới được cái này đó. Ái dạ. Đấy, cũng như là quý vị thấy không? Chứng tỏ là làm càng làm cây nhỏ càng tốn thời gian nhỉ? Nó khó. Mất rất nhiều thời gian là đúng khác. Đúng rồi. Rồi. Chào. Cháu ơi, chào ông nhá. Vâng. Qua đây. Vâng. Đấy, ông hôm nay sang giao lưu với cả bác Mạc Huynh đây. Cây này đẹp không? Tôi thì lần trước chỉ vì cây đâu, nhưng mà ông hơi muốn trồng hôm nào là để đẳng cấp cả. Không, nói đùa, tôi cũng ít khi vào đây lắm, nhưng mà nói là tôi biết ông lâu rồi. Nhưng mà phải nói là ông này ông làm cây của dạng đẳng cấp của Giang này. Thế thì như này nhá. Bây giờ ông ơi,
Thế ông lấy cái ghế kia ông ngồi tạm đây, ông ngồi cùng với cháu luôn này. Và nghe bác Huynh bác ấy đẩy cây này thì coi như đã xong rồi. Bây giờ là tiếp cây thứ ba đi, xong bắt đầu là giải lao uống nước một tí. Được không ông Huynh? Đấy, chuẩn bị đấy. Được. Tôi chỉ mê mỗi vườn của Minh ở cái vùng này. Không cây này nếu ở trên vùng công ấy, là hiện nay cũng 200 chút thu cây ở thằng Quý. Đúng rồi. Thằng Quý. Ừ. Còn các bạn kia là đều cây chợ hết mà cây ảo ảo nó kinh đúng doanh. Đúng rồi, Toàn. Ông nói là quát nó đúng. Tức là thằng Quý nó không phải là kinh doanh ở đó mà nó cũng làm cây đẹp. Ừ. Cũng chơi về chơi. Kinh doanh ở nó ít, không nó cũng buôn bán, nó cũng giao lưu. Chứ không phải là nó không làm chơi. Nó cũng làm cái này làm đẹp nên bán này. Tức là phải cứ phải làm đẹp đã. Ừ, cứ làm đẹp bán, xong rồi là giao lưu chứ không phải là làm kiểu làm ăn cắp. Ừ. Không kiểu là mấy cái điểm sân nó cũng đẹp hết thôi. Rồi, cảm ơn bác Huynh rất là nhiều. Cảm ơn anh em nhá, xin cảm ơn nhá. Vâng, đây quý vị, cây thứ ba trong cái video này. Bác Huynh bác gửi tới cho quý vị và các bạn. Cây này là cây đây là vừa... xin chào anh em nhé. Mẫu đơn này bông trang đấy hả ông Huynh? Xin chào anh em, đây là cái trang sen. À, trang sen à? Nhưng tại sao trang sen thì thôi rồi, không phải nói nhiều rồi. Sao lại gọi là trang sen? Bởi vì Sài Gòn người ta thấy thời ở trong miền Nam từ thời có nghĩa là từ thời biết, nhưng người ta trong người ta gọi thế, tôi gọi thế. Tại vì cứ nghe anh em bảo bông trang, hôm nay ông Huynh mới bảo trang sen. Trang sen. À đấy. Bông trang đơn khác. À. Còn cái trang sen cái này nữa, nếu từ khi mà nó nhỏ nhỏ như này đi, như này đi, mà đến khi tàn là 2 tháng. 2 tháng cơ à? 2 tháng. Tính cả cái hoa, cây này bền hoa nhỉ? Bền chứ. Vì để giảm. Cái này mỗi một kỳ ấy, mỗi cái ngọn này lên mỗi ngọn một lụt một hoa đây. Đúng rồi, mỗi ngọn một lụt một hoa. 2 tháng cơ à? 2 tháng. Bền thế nhỉ? Này chơi thì hoa này chơi chơi suốt à, quanh năm mà. Không, cây này quanh năm. Cây này thật đấy chứ. Cây này quanh năm. Không, tôi cứ hiểu lên hiểu. Hai vụ đang là đấy, thì nó mới chín. Giá trị đấy. Cây mà lại chậm lớn, chậm ỉ ảnh. Bản thân những cây nó về với ông nào nó chậm lớn, ông đéo cho nó ăn mà nó lớn rồi. Không, có cho ăn đấy. Ăn ngon nhưng mà ăn ít, kiểu ăn bình thường người ta ba bữa cơm, nhưng ông chỉ một ngày ông chỉ cho ăn miếng thịt bò thôi. Chết đấy. Kiểu thế. Đúng rồi, kiểu thế, nhưng mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa nhưng mà uống sữa đủ chất. To phết đây chứ nhỉ ông Huynh. Cái này nó vào khoảng thân của nó, đây là một tay tôi không biết này. Vâng. Nó vào khoảng tầm 25. Vành 25. Vành 25. Ông ạ. To phết à. Vành 25. Này. Hết đâu? Vâng. Thật sự luôn là cây này mua về mà chơi chơi nó vừa là cái dòng cây, đá. Vừa là dòng cây hoa, vừa là dòng bonsai. Tôi nói nhá, những nhà lên nhà mới mà nhất là nhà mới mà có cây này về để thể hiện những cái lộc, đúng không? Vâng. Lộc đỏ quanh năm không? Lộc đỏ cả đời. Chậu này là Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Thôi thì cây nó có giá trị thì mình cho cái chậu giá trị vào. Vâng, chậu Đồng Nai, chứ nhưng mà chậu ấy. Đồng Nai nó bất kể cái gì nó cũng giá trị. Nhưng mà nó là hàng đấy, nó hàng cũ. Đúng. Gấp đôi thì mình bằng. Cái vấn đề là ví dụ ngay ở mình đây như Bát Tràng nó không thể nào làm được cơ. Nó muốn làm giống lắm nhưng nó không thể nào làm được. Thôi giới thiệu nhé, cái này nó chỉ cao khoảng tầm 30 thôi. Vâng. Tàn nó 40 đấy. Gốc thì đây đường banh của chắc này như này là ý 24 rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 24 25 đấy. Đấy 24. Đúng rồi. 24 này. Đấy nhá, thì như vậy là vừa rồi qua cái video này thì tôi với cả bác Nam Mạc Huynh cũng đã gửi tới cho quý vị và các bạn ba cái tác phẩm bonsai nhỏ. À đây còn cái rất là đẹp. Anh à đây để. Tôi cho cái này đây. Khách lên à? Cho lên. Được rồi, cho lên. Ok, cây đã lên bàn xoay, tuyệt vời. Cây này phải nói là cây độc nhất vô nhị, cây này là duy nhất ở Việt Nam, không có cây thứ hai. Bởi vì là xin chào. Vâng, đấy. Xin chào các bạn. Chuẩn xác luôn. Đúng. Cây tường vi này nó có một cái điểm mạnh điểm yếu. Vâng. Nếu như cây tường vi này anh em biết chơi thì thực ra nói là thứ nhất, đầu tiên phải là có hoa đẹp. À. Nhưng khi nó hoa đẹp xong, cắt đi. Đây, nghĩ là chơi xong hoa rồi. Vâng.
tôi cắt đi. Thì chơi to, chơi lập đỏ. À, gì. Chơi lá đấy gì? Đây, chơi lá thôi. Lá đấy, lúc lá nó ra nó bật là nó đỏ hết. Ồ, cây đúng không? À, à. Đây, đây là cây trồng kỳ. Vâng. Đấy, đáng trực văn nhân. Cây này có bộ bệ cũng ác chiến đây, chi đùa đâu. Úi dồi ôi. Bộ bệ quá ác chiến thật. Đây, là còn lúa chứ. Còn lúa. Lúa này là xử lý hết rồi. Xử lý rồi. Còn không không ảnh hưởng gì hết. Nó qua nhiều đâu. Đúng rồi. Đây. Nó đẹp. Đấy, cây này là cây thường vi. Đây là nuôi cái này lên để nó to thế này. Vâng, vâng. Cho nó tỷ lệ nó cân đối. Xong bắt đầu lại cắt. Nuôi. Thế đúng rồi, chỉ được cái này đúng rồi. Nuôi để cắt. Đúng rồi. Vâng. Chỉ được cái này đúng không? Rồi. Đấy. Thẳng tắp luôn đấy chứ nhỉ. Trực thì không thẳng. Không nhận, nhưng mà trực, nhưng mà cây này thẳng. Trực văn nhân này. Cái vấn đề cây này nó thẳng tắp luôn đấy. Nó thẳng rồi như là có họ. Chú công nhận không nhỉ? Là... nhìn cây này thẳng tắp. Cây này. Cái này à. Vâng ạ. Cô trưởng bóc ra được. Làm gì ông làm. Cái này có thể ông khác ông làm được. Nhưng cái này ông mà kiếm được cây này không ai làm được. Thật thế chứ cây này độc đáo đó. Không phải không có như thế. Cây này tôi mới mua nhập về hôm qua hôm kia. Nhưng mà bác Huynh có thêm ý tưởng gì nữa không với cây này? Tôi như này. Vâng. Cây này hiện nay ngày trước người ta làm ấy là người ta chưa có tưởng hết. À. Đấy, bởi vì cây cao nó phải có con tử. Vâng. Từ đây được mà từ đây được đây tôi đang nuôi cái này. À. Cây cối à? Đây này, trên cao này. Vâng. Thì nó đẹp vô cùng. Vâng. Đây nó đẹp. Tôi nuôi. Tôi như thế ông nuôi ý. Nhá. À. Đây à, đây tôi đang không để nuôi này. Không để thì được. Tức là nuôi đây này. Mầm này là mầm tử đây chứ. Đây, tôi phải nuôi mầm tử đâu. À. Đấy. Nó chỉ cần cao này đâu, ông qua đâu. Đấy. À. Tôi đến rồi nha. Ok, rồi. Anh em có gì cứ qua số điện thoại. Rồi, xin chào, cảm ơn. À, cảm ơn bác Huỳnh rất là nhiều. À.